Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Chào các em, cô là Ly, giáo viên bộ môn sinh học. Hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển sang một phần khác, đó là chữa đẻ trắc nghiệm sinh học 10. Và nội dung bài hôm nay chúng ta chữa được là bài 1, các cấp tổ chức của thế giới sống. Thì nội dung cái phần chữa trắc nghiệm hôm nay thì sẽ gồm các câu hỏi có nội dung bao gồm những cái nội dung các bạn đã được học trong bài thứ nhất, các cấp tổ chức của thế giới sống. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa đẻ chứ ạ. Rồi, câu hỏi thứ nhất như sau. Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm: một là quần xã, hai là quần thể, ba là cơ thể, bốn là hệ sinh thái và năm là tế bào. Các cấp tổ chức đó theo trình tự từ lớn, từ nhỏ đến lớn là A. 53241, B. 53214, C. 52314 và D. 52341. Thì ở đây chúng ta để ý này, chúng ta có trình tự sắp xếp phải là từ nhỏ đến lớn, có nghĩa là từ cấp tổ chức cơ bản nhất, sau đó thì bắt đầu tăng dần lên đến cái cấp tổ chức mà nó phức tạp nhất, nó đa dạng nhất. Chúng ta sẽ cùng xét năm cái cấp tổ chức cơ bản này. Thì ở đây chúng ta có quần xã này, quần thể, cơ thể, hệ sinh thái và tế bào. Thì không cần nhắc thì chúng ta cũng sẽ xác định được là tế bào nó sẽ là cái cấp độ tổ chức cơ bản nhất, đúng chưa ạ? Vậy nên tế bào sẽ là cái cấp tổ chức sống đầu tiên. Thì ở đây chúng ta thấy là cả bốn cái đáp án này thì đều có tế bào là tổ chức sống đầu tiên. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tính tiếp. Ở đây chúng ta còn quần xã, quần thể, cơ thể và hệ sinh thái. Thì chúng ta thấy ở trong bốn cái cấp này thì có mỗi cơ thể là chỉ là một thôi, đúng không ạ? Còn bắt đầu từ quần xã hay là quần thể hay hệ sinh thái thì nó đều gồm những cái nhiều hơn một, được chưa? Đều là những cái tổ chức sống nhiều hơn một, đều có nhiều cá thể. Vậy nên là tổ chức sống tiếp theo của chúng ta sẽ là cơ thể. Vậy thì 5 rồi đến 3. Ở đây chúng ta có đáp án A và đáp án B là 5 đến 3 thôi. Còn đáp án C và đáp án D là 5 đến 2. Vậy nên hai đáp án này sai, chúng ta sẽ loại bỏ. Tiếp đến quần xã và quần thể. Thì cái này, cái khái niệm quần xã tích 3 cái khái niệm còn lại. Ở đây quần xã có thể là chúng ta được tìm hiểu sơ qua trong năm học lớp 9 rồi. Thì nhắc lại cho các bạn là quần xã ở trong sách giáo khoa của bạn đưa ra cái khái niệm đó là gồm nhiều quần thể của các loài khác nhau. Vậy nên chúng ta có thể khẳng định được là quần xã là một cấp độ tổ chức sống mà cao hơn quần thể. Được chưa? Còn quần thể đây sách giáo khoa của các bạn đưa ra khái niệm đó là quần thể là một nhóm cá thể cùng loài. Ở trong sinh học lớp 12 thì người ta có thêm định nghĩa là cùng sinh sống trong một khoảng không gian và thời gian nhất định này, rồi thì có khả năng sinh sản tạo thế hệ sau. Nhưng mà đây trong sách lớp 10 các bạn thì người ta chỉ đưa ra một cái khái niệm hết sức là cơ bản thôi. Chuyển sang hệ sinh thái. Hệ sinh thái ở đây thì trong sách giáo khoa người ta không đưa ra khái niệm. Ở đây cũng cung cấp cho các bạn một cái khái niệm về hệ sinh thái. Hệ sinh thái ở đây thì nó sẽ là một hệ thống mở hoàn chỉnh, bao gồm các yếu tố hữu sinh và yếu tố vô sinh. Yếu tố hữu sinh ở đây thì chúng ta có thể giải thích được đó là các cái tập hợp các cái quần thể hoặc quần xã sinh vật. Còn các yếu tố vô sinh ở đây thì có thể là các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, ánh sáng, vân vân. Nó cấu tạo nên thành một hệ sinh thái. Vậy sau khi mà giải quyết được hết những cái định nghĩa này rồi thì chúng ta có cái trật tự sắp xếp từ nhỏ đến lớn, đó là tế bào, cơ thể, quần xã và hệ sinh thái, hay là 5, 3, 2, 1, 4. Chúng ta loại đáp án A và đáp án đúng ở đây của các bạn đó là đáp án B. Rồi, chuyển sang câu hỏi thứ hai. Đàn voi sống trong rừng thuộc cấp độ tổ chức sống nào dưới đây? A là cá thể, B là quần thể, C là quần xã và D là hệ sinh thái. Ở đây thì chúng ta có đàn voi sống trong rừng. Sau khi mà tìm hiểu khái niệm ở phần phía trước
thì chúng ta có thể khẳng định được đàn voi sừng nhông rừng không phải là cá thể, không phải là quần xã và cũng không phải là hệ sinh thái, bởi vì ở đây nó chỉ có đàn voi thôi, đúng không ạ? Vậy nên chúng ta có khái niệm của quần thể là gì ạ? Quần thể là một tập hợp các cá thể thuộc cùng một loài cùng sinh sống trong một sinh cảnh nhất định. Và cái định nghĩa này thì hoàn toàn phù hợp với cái ví dụ đàn voi sống trong rừng. Vậy nên đáp án của chúng ta ở đây sẽ là đáp án B, được chưa? Đàn voi sống trong rừng là một quần thể. Chuyển sang câu hỏi thứ 3. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định sẽ tạo thành A là hệ cơ quan, B là cơ quan, C là cơ thể và D là mô. Thì hiện nay chúng ta để ý là các tế bào này phải cùng loại và cùng thực hiện một chức năng. Ở đây có cái nào phù hợp nhỉ? Cơ thể có phải không? Không, đúng không ạ? Cơ thể ở đây chúng ta có gồm rất nhiều loại tế bào khác nhau, ví dụ như tế bào cơ, tế bào thần kinh hay là các tế bào mô biểu bì vân vân. Vậy nên là nó không phải là cơ thể. Về hệ cơ quan, hệ cơ quan thì cũng thế, đúng không ạ? Hệ cơ quan cũng không thể cấu tạo từ một loại tế bào được, mà nó bao gồm nhiều loại tế bào khác nhau. Về cơ quan thì cũng tương tự như thế. Chúng ta chỉ còn đáp án mô thôi. Và mô ở đây là gì? Mô là tập hợp các cái tế bào giống nhau và cùng phối hợp thực hiện một cái chức năng nhất định, thì người ta gọi đó là mô. Và mô là cái đơn vị cơ bản để mà xây dựng lên các cơ quan. Từ các cái cơ quan này thì nó sẽ kết hợp với nhau tạo thành hệ cơ quan. Còn các hệ cơ quan thì nó sẽ tạo nên một cơ thể hoàn chỉnh. Vậy thì đáp án của chúng ta ở đây sẽ là đáp án D là mô. Chuyển sang câu hỏi thứ 4. Tập hợp các sinh vật sống ở rừng quốc gia quốc phương là A. Cá thể sinh vật, B. Quần thể sinh vật, C. Quần xã sinh vật và D là cá thể và quần thể. Ở đây các bạn để ý là cái gì? Nó là tập hợp các sinh vật, là các sinh vật nhá, không phải là một loài sinh vật hay là một cá thể sinh vật, mà là các sinh vật. Và nó sống ở một cái địa điểm xác định, đó là rừng quốc gia quốc phương. Vậy thì chúng ta nhớ lại những cái định nghĩa mà chúng ta đã được tìm hiểu ở câu thứ nhất, bao gồm quần thể, quần xã và hệ sinh thái. Chúng ta nhớ ở đây tại sao không phải là quần thể, vì nó là các sinh vật. Vậy thì nó có phải là quần thể không? Không thể là quần thể, vì quần thể ở đây là tập hợp các cái sinh vật, các cái cá thể cùng loài cơ, đúng không ạ? Không thể là cá thể rồi, bởi vì đây là loài cát. Còn quần xã sinh vật và cá thể và quần thể, ở đây thì chúng ta đã loại cả cá thể, cả quần thể rồi. Nên ở đây thì chắc chắn không thể là cá thể và quần thể rồi. Vậy nên chúng ta chỉ có một đáp án duy nhất, đó là quần xã sinh vật thôi. Vậy thì quần xã sinh vật là gì? Nó là tập hợp các cái quần thể khác loài sống trong một không gian xác định gọi là sinh cảnh và có mối quan hệ gắn bó với nhau. Mối quan hệ này thì có thể là trong mối quan hệ hợp tác này, hoặc là mối quan hệ cạnh tranh. Tóm lại là đáp án của câu này đây của chúng ta sẽ là đáp án D, quần xã sinh vật. Nhớ nhá, các sinh vật sống và dùng quốc gia quốc phương nó sẽ là quần xã sinh vật. Chuyển sang câu hỏi thứ 5. Trong cơ thể vi khuẩn không tồn tại cấp tổ chức sống nào dưới đây? A là tế bào, B là cơ quan, C là bào quan và D là phân tử. Ở đây các bạn chú ý, nó là một tế bào vi khuẩn, được chưa? Và yêu cầu là không tồn tại cấp tổ chức sống nào. Chúng ta thấy ở vi khuẩn, vi khuẩn là một loại sinh vật nhân sơ, đúng không ạ? Và vi khuẩn thì nó có cơ quan không ạ? Chắc chắn là nó không có cơ quan rồi, đúng không ạ? Bởi vì vi khuẩn là gì? Vi khuẩn là một nhóm các sinh vật đơn bào
có kích thước nhỏ và có cấu trúc tế bào đơn giản, chưa có nhân chính thức. Vậy nên nó sẽ không thể có cơ quan. Cơ quan ở đây nó sẽ là một cái cấp độ tổ chức sống cao hơn hẳn tế bào. Mà vi khuẩn ở đây chỉ là một sinh vật đơn bào thôi. Vậy nên nó không phải là cơ quan. Đáp án của chúng ta là đáp án B. Còn trong tế bào vi khuẩn thì chắc chắn là có các bào quan rồi đúng không ạ? Có thể là ribosome, vân vân, được chưa? Nhân, vân vân. Đó, còn phân tử thì sẽ có, được chưa? Chỉ có mỗi cơ quan nó là một cái cấp độ chức sống cao hơn hẳn cái tế bào. Vậy nên trong vi khuẩn sẽ không có cơ quan. Chuyển sang câu thứ 6. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là A hệ cơ quan, B tế bào, C mô và D là cơ quan. Ở đây các bạn để ý, người ta hỏi các bạn là đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật, được chưa? Mọi sinh vật. Có nghĩa là sinh vật nào, những sinh vật nào thì cái đơn vị cơ sở để cấu thành nó đều là cái đơn vị đó, đều là cái tổ chức đó. Vậy nên là cái gì ạ? Hệ cơ quan có phải không? Không phải, vì chúng ta đã trình bày vừa tìm hiểu cái khái niệm vừa nãy thì không phải là sinh vật nào cũng có hệ cơ quan, được chưa? Hệ cơ quan nó có thể xuất hiện ở động vật hoặc thực vật, tóm lại là các cái sinh vật bậc cao hơn. Cơ quan thì nó cũng tương tự như thế, nó sẽ xuất hiện những cái sinh vật cao. Còn tế bào và mô thì sao? Có phải là sinh vật nào cũng có mô? Như chúng ta đã đi tìm hiểu cái khái niệm về vi khuẩn ở câu trước thì vi khuẩn cũng chỉ là một sinh vật đơn bào, và vi khuẩn thì nó được công nhận là một sinh vật sống. Vậy nên cái đơn vị mà cấu tạo nên vi khuẩn thì nó sẽ là một cái đơn vị chung, đơn vị cơ sở chung cấu tạo nên mọi sinh vật, được chưa? Mọi cơ thể sống thì chúng ta thấy đều có cấu tạo từ tế bào. Nên đáp án của chúng ta ở đây sẽ là đáp án B. Chuyển sang câu hỏi thứ 7. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống vì A. Có các đặc điểm đặc trưng của sự sống. B. Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào. Tổ chức cơ bản của sự sống vì A. Có các đặc điểm đặc trưng của sự sống. B. Mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào. C. Tế bào có nhiều bào quan với chức năng quan trọng. Và D là tất cả các tế bào đều có cấu tạo cơ bản giống nhau. Thì chúng ta cần để ý ở đây là người ta hỏi tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống vì. Chúng ta sẽ cùng phân tích các đáp án. Đầu tiên chúng ta phân tích từ dưới lên. Tất cả các tế bào đều có cấu tạo cơ bản giống nhau. Cái này có đúng không? Chắc chắn là không rồi, tại vì tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực cấu tạo khác nhau. Tế bào động vật và tế bào thực vật lại có cấu tạo khác nhau. Có những bào quan nó chỉ tồn tại ở tế bào động vật, hoặc nó chỉ tồn tại ở tế bào thực vật mà không có tế bào khác. Vậy nên nó sẽ không có cấu tạo cơ bản giống hệt nhau. Tế bào có nhiều bào quan với chức năng quan trọng. Hôm nay thì cũng đã trình bày cho các bạn đó là không phải tế bào đều có các bạn cơ bản giống nhau. Vậy nên có những bào quan nó sẽ chỉ có ở loại tế bào này mà không có ở những cái tế bào khác. Ví dụ như lục lạc thì có ở tế bào thực vật để giúp thực vật nó thích nghi với cái đời sống qua tự dưỡng của mạng. Còn ở động vật thì sao? Động vật thì nó sẽ có lysosome mà thực vật nó không có, được chưa? Vậy nên là đáp án C cũng sai. Mọi cơ thể sống đều có cấu tạo từ tế bào. Cái này các bạn có thể đúng không ạ? Chúng ta thấy là kể cả những cái sinh vật sống nhỏ bé nhất như vi khuẩn đều có cấu tạo từ tế bào. Cơ thể người của chúng ta thì không cần phải nói rồi đúng không ạ? Cơ thể người của chúng ta được cấu tạo từ vô vàn các loại tế bào khác nhau, như tế bào thần kinh, các cái tế bào máu, tế bào
xương, tế bào cơ, vân vân. Cơ thể chúng ta được cấu tạo từ rất nhiều những cái loại tế bào khác nhau. Vậy nên là đáp án của chúng ta ở đây sẽ là đáp án B, được chưa? Vì mọi cơ thể sống đều được cấu tạo từ tế bào, nên tế bào sẽ là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống. Rồi, chuyển sang câu thứ 8. Các cấp tổ chức sống không có đặc điểm nào sau đây? Cái câu hỏi này thì đã chuyển sang cái phần nội dung phần 25A trong sách giáo khoa của các bạn rồi. Rồi, chuyển sang đáp án nào? A là liên tục tiến hóa, B là hệ thống kín, C tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, D là có khả năng tự điều chỉnh. Ở đây thì các bạn nhớ là cái đặc điểm của các cấp tổ chức sống nào. Nó sẽ có một số những đặc điểm như A. Hay là thứ nhất là nó sẽ có những đặc điểm nào? Thứ nhất là được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. Được chưa? Đặc điểm thứ hai là gì? Nó liên tục tiến hóa. Thứ ba là gì ạ? Thứ ba sẽ là một hệ thống mở. Và thứ tư là có khả năng tự điều chỉnh. Vậy chúng ta quan sát xem đặc điểm nào không đúng rồi ạ. Đặc điểm D không đúng, được chưa? Đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống là một hệ thống mở chứ không phải là một hệ thống kín. Đáp án của chúng ta là đáp án B. Sai, được chưa? Ý đặc điểm B là sai. Chuyển sang câu thứ 9. Câu thứ 9 này nó sẽ làm rõ hơn cho các bạn tại sao các cấp tổ chức trong thế giới sống không phải là những cái hệ kín mà lại là hệ mở. Vậy thì vì sao các cái cấp độ tổ chức của thế giới sống không phải là hệ đều là những hệ mở? A. Có khả năng thích nghi với môi trường. B. Có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống. C. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường. Và D là phát triển và tiến hóa không ngừng. Thì ở đây chúng ta đẩy mỗi cái đặc điểm hệ mở thôi. Hệ mở là hệ không đóng. Không đóng thì sao? Không đóng thì nó có khả năng gì? Có tác dụng gì? Đó là nó có khả năng là trao đổi chất với môi trường. Nhưng cơ thể của chúng ta, đúng không ạ? Cơ thể của chúng ta trong quá trình hô hấp thì lấy vào khí oxy và thải ra khí CO2. Đây là cũng là một cái quá trình trao đổi chất của môi trường. Và cơ thể của chúng ta thì cũng là một cái cấp tổ chức chậm của thế giới sống. Rồi nên đáp án của chúng ta đây sẽ là đáp án C. Nó mở bởi vì nó cần phải thường xuyên trao đổi chất với môi trường. Chuyển sang câu thứ 10. Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn. Giải thích cho tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn. Giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống? A. Nguyên tắc thứ bậc. B. Nguyên tắc mở. C. Nguyên tắc tự điều chỉnh. Và D là nguyên tắc bổ sung. Ở đây các bạn cần để ý đó là cái câu mà được in chữ đỏ này thì nó giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống. Thì ở đây chúng ta có nguyên tắc bổ sung này, học sinh học lớp 9 rồi thì nó sẽ xuất hiện ở trong ADN, đúng không ạ? Nguyên tắc mở này đã được giải thích ở câu phía trước rồi, đó là nó không đóng và thường xuyên trao đổi chất với môi trường. Nên nguyên tắc tự điều chỉnh này cũng không phải. Nguyên tắc tự điều chỉnh này chúng ta sẽ có một cái ví dụ ở câu ngay sau đây. Và nếu các bạn nhớ thì chắc chắn cái câu tổ chức sống cấp thấp hơn nằm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn, nó là nội dung của nguyên tắc thứ bậc. Đáp án đúng của câu này là đáp án A. Chuyển sang một cái câu hỏi khác. Câu thứ 11. Đọc thông tin dưới đây. Về quần thể thực vật ở rừng nhiệt đới thì những cây ưa ánh sáng sẽ phát triển ở tầng trên. Tiếp theo là tầng thân gỗ ưa sáng ở mức độ trung bình sẽ phát triển ở phía tầng dưới thân gỗ ưa sáng. Tiếp nữa là thân cây neo, cây ưa bóng râm, thân thảo sẽ phát triển ở gần sát mặt đất. Đây là ví dụ về sự phân tầng của thực vật trong rừng nhiệt đới.
Ví dụ trên thể hiện đặc điểm nào của thế giới sống? A. Thế giới sống liên tục tiến hóa. B. Hệ thống tự điều chỉnh. C. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. D. Là hệ thống mở. Thì chúng ta thấy ở đây, hệ thống mở thì không phải rồi, vì hệ thống mở là hệ thống không đóng, thể hiện sự trao đổi chất giữa cái cơ thể sống và môi trường. Nguyên tắc thứ bậc thì cũng không phải rồi, nguyên tắc thứ bậc của chúng ta là các cấp độ tổ chức sống thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên các cấp tổ chức sống cao hơn. Chúng ta chỉ có đáp án A là thế giới sống liên tục tiến hóa và đáp án B là hệ thống tự điều chỉnh. Thì ở đây, nếu mà nói liên tục tiến hóa là quá trình mà hình thành loài mới, chưa? Nó sẽ hình thành nên những cái loài mới từ những cái đặc điểm thích nghi khác. Còn ở đây, nó không có sự hình thành loài mới, nó chỉ có cái sự thích nghi về cái mức độ chiếu sáng và cái sự sắp xếp hay là sự phân tầng của thực vật thôi. Vậy nên ở đây đáp án của chúng ta sẽ là hệ thống tự điều chỉnh. Vậy vì sao chúng ta thấy là đối với cái khu vực có ánh sáng mạnh thì những cái cây ưa ánh sáng nó sẽ phát triển mạnh, vượt cao hơn những cái tầng tán khác để nhận được nhiều ánh sáng. Còn đối với những cái cây mà nó chỉ có yêu cầu ánh sáng ở mức độ trung bình thôi thì nó cũng không cần quá phải bon chen, phải vượt tán làm gì, nó chỉ cần ở dừng lại mức đủ cái nhu cầu của nó về ánh sáng thôi. Còn cuối cùng cái tầng mà ưa bóng râm, cây ưa bóng râm, cây thân leo, cây thân thảo vân vân thì nó sẽ phát triển thật sát mặt đất, bởi vì nhu cầu về ánh sáng của nó không quá lớn như hai loài phía trên. Đó, vậy nên đây là cái ví dụ về cái hệ thống tự điều chỉnh của cái quần xã dưới nhiệt đới để chậm, hay là hệ sinh thái rừng nhiệt đới cũng được. Chuyển sang câu thứ 12. Khi nói về nguyên tắc thứ bậc của các tổ chức sống, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng nên cấp tổ chức cao hơn. B. Tất cả các cấp tổ chức sống được xây dựng từ cấp tế bào. C. Kích thước của các tổ chức sống được sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Và D. Các cơ thể còn non và phụ thuộc các cơ thể trưởng thành. Thì đây các bạn nhớ là nó là nguyên tắc thứ bậc. Nguyên tắc thứ bậc thì cái câu này cô cũng đã có một câu gần như tương tự để hỏi cho các bạn rồi. Đó là cái nội dung của nguyên tắc thứ bậc. Và vậy nên là các bạn nhìn nhanh của các bạn này, là nào phù hợp với nguyên tắc thứ bậc? Chúng ta có đáp án A, nó phù hợp với nguyên tắc thứ bậc. Bởi ở trong nguyên tắc thứ bậc thì các cấp tổ chức nhỏ hơn nó sẽ làm nền tảng để mà xây dựng lên các cấp tổ chức cao hơn. Đáp án A nhé. Chuyển sang câu hỏi thứ 13, hay là câu hỏi cuối cùng của cái phần chưa trách nhiệm bài 1 ngày hôm nay của các bạn. Câu thứ 13 như sau. Trong các cấp tổ chức của thế giới sống, cấp tổ chức sống cơ bản nhất là cấp nào? A. Phân tử. B. Bào quan. C. Tế bào. Và D. Là cơ thể. Thì câu này nó trùng với câu 6 và câu 7 của các bạn. Và lại cô đã chữa rồi. Thì chúng ta có thể khẳng định được là mọi cơ thể sống đều có cấu tạo từ tế bào. Vậy nên cấp tổ chức sống cơ bản nhất của chúng ta sẽ là cấp tế bào. Được chưa? Đáp án C. Rồi thì cái phần chữa trách nhiệm bài 1 của chúng ta hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Các bạn nhớ là hoàn thành những cái bài tập trong sách giáo khoa ở trong vở bài tập, đọc trước nội dung bài học tiếp theo. Và tất nhiên là nếu có thể thì chúng ta hãy cùng nhau theo dõi và cái list chữa bài này. Được chưa? Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.